Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Yêu Quê Bình Tân. Trong video này em giới thiệu với các bạn hai cái phần. Thứ nhất là giới thiệu với các bạn cách kết nối của dòng cái phân tần Gnet của bên mình, dòng một bát một chép và một bát hai chép kia các bạn nhé, màu xanh. Trong một cái phần tiếp theo nữa là mình sẽ muốn giới thiệu với các bạn cái cách đơn giản để các bạn có thể bổ sung thêm tiếng Trung cho cái dàn âm thanh của mình với những cái dòng phân tần mà một bát một chép như này. Vì trên thực tế là cái việc này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái con bát của các bạn. Nó có những cái dòng mà mid bát thì khi mà mình lắp đặt cái phân tần mà bát và chép đó, thì cái phần mà cái phần đường tiếng của bát đấy thì nó sẽ đã bao gồm phần chung các bạn nhé, thì nó gọi là phần mid bát, có nghĩa là trong cái dải tần là từ bát này, mid bát này so đến tầm chung này và tầm chép. Đó, thì đối với cái dòng phân tần mà một bát một chép như thế này thì cái phần chép thì nó tách riêng ra, còn cái phần bát này nó sẽ phụ trách từ giải trung cho đến giải mid các bạn nhé. Đấy, giải trung giải mid, cho nên là khi mà mình lắp vào á thì con bát này bản thân nó sẽ thể hiện cái giải tần từ âm bát cho đến hết cái phần âm trung, còn âm chép ấy thì là nó do cái phần phân tần của thằng tụ chép này nó sẽ phụ trách nha các bạn. Đó. Trước tiên là mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để mình kết nối con phân tần này đối với dòng loa của gia đình hoặc dòng loa kéo các bạn nhé. Thì đối với con dòng phân tần này thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn này, nó là gồm có hai cuộn cảm các bạn nhé. Hai cuộn cảm thì dòng cuộn cảm nhỏ này thì nó dành cho con loa chép đấy, với dòng 1, 2, 3, 4, 5 con tụ điện này đó, trở xứ. Cái con dòng tụ 6.8 của Pháp này của nó ấy, thì nó sẽ là dành cho con loa bát nhé, để nó phụ trách cái giải trung của cái dàn âm thanh của các bạn nhé. Cuộn cảm này là dành cho loa bát đó, thì nó sẽ đánh được cái dòng bát 30-40 các bạn nhé, dòng bát 30-40 đều ok đó. Công tắc này là nó sẽ tăng cái tiếng chép này các bạn nhé. Đấy, khi bật lên thì là một con tụ điện 1 mi nó sẽ được kích hoạt trên nối song song như thế này, và nó làm cho tiếng chép của bạn sẽ lớn hơn. Đó, để ở chế độ 0 này thì ở chế độ chép mịn nhé, bật lên là chế độ chép lớn. Đó. Đấy. Linh kiện là rất là xịn sò như này nhé các bạn. Kết nối thì rất là đơn giản thôi. Đấy, đường vào đây, input đây thì nó sẽ có hai đường âm dương như này nhá. Đó, đường bát mình sẽ nối hai con này ra đường bát. Đấy, đường chép thì nối hai con này ra đường chép. Các bạn có thể đấu nối con này với hai con chép. Đó, hoặc con bát này đấu nối với cả dòng hai con bát 20 hoặc 25. Đấy, là được ha các bạn. Đó, linh kiện rất là ok các bạn không? Nhìn rất là xịn sò, mức giá thì rất là phù hợp các bạn nhé, giá rất là phù hợp. Thì cách kết nối của nó như này, ở đây mình đã có một cái bộ mình kết nối sẵn này, kết nối sẵn nha các bạn nhé. Đấy, thứ nhất là đường input thì mình đấu đường input vào đây này. Đấy, tiếp theo là đường bát thì mình sẽ kết nối vào con bát 25 này nhé. Đường chép thì mình sẽ nối vào con chép titan này các bạn này, chép titan nhé. Đấy, bây giờ mời các bạn nghe âm thanh của nó nha các bạn, nghe âm thanh nhé. Âm thanh của con phân tần này khi mà nó mình đấu với cả một con bát 25 và con chép titan này. Mình có tăng cái phần tiếng chép nó lên trong quá trình mà mình thu âm ở đây thì nó nghe nó chưa được rõ rệt lắm nha các bạn. Nhưng khi các bạn vào thùng loa ấy, thì là nó sẽ có những cái điểm mà nghe ở những cái nốt cao là mình sẽ thấy các bạn nhé, nghe nốt cao là mình sẽ thấy. Đấy, vì cái phần mà nét cái phần mà để cho tiếng chép nó lớn lên ấy thì là nó ở cái mức độ mà tinh chỉnh các bạn nhé, chứ nó không phải là bật lên nó kêu ồ lên, nó không có đúng. Đấy là cái tính chất của cái thằng phân tần này. Đó, thì cái cách kết nối của nó thì vô cùng đơn giản. Ngoài ra là cái dòng chép xanh này là một bát hai chép này, hai chép thì nó kết nối cũng tương tự này các bạn này. Đó, thì là cũng là một đường input vào này, đường bát này, hai đường chép ra các bạn nhé. Thì đối với cái dòng phân tần của Gnet này của nó ấy, thì là con này thì nó là một bát hai chép ba đường tiếng, con này là một bát một chép hai đường tiếng các bạn nhé. Đấy, nó rất là hay này, nó có những con như mình đã nói trong một cái video, nó có một con cầu chì tự phục hồi trong này các bạn này, bảo vệ loa chép nhé. Đấy, con này nó có thể là khi mà nóng lên nó quá tải thì nó sẽ ngắt, nhưng mà sau đó nó sẽ phục hồi và nó sẽ chạy như bình thường. Thay vì những loại cầu chì khác thì các bạn có thể là nó sẽ bị cháy, bị hỏng luôn nhé. Đó rồi,
Thì đấy là cái phần thứ nhất là mình muốn giới thiệu với các bạn là cái dòng hai cái con phân tần này của bên mình nhá. Phân tần này đang được chiếm cái cảm tình rất là lớn đối với cả khách hàng này, dùng rất là khen, rất là ok nhá. Đó, các bạn dùng loa kéo con này lắp vào chỉ cần một cái mạch phân tần này là ok luôn này. Một con như này là rất ok. Đấy, thay cho những cái phân tần nhỏ xíu ở trong cái loa của các bạn, nó vừa bảo vệ loa mà nghe nó hay hơn. Phân tầng nào ra phần đấy các bạn nhé. Bát, bát mid này, phần phụ trách phần bát và phần chung của nó nghe rất là ngọt ngào. Các bạn vừa nghe rồi đúng không ạ? Phần chép của nó thì nghe nó bay bổng và tiếng chép nó rất là mịn. Ở đây nó sẽ có này, 5 con tụ này nó sẽ phụ trách cho cái phần loa chép. Đó, nó sẽ giúp cho âm thanh của bạn nghe rất ok. Bạn nhìn không? Nhìn cái mạch phân tần này nhìn nó rất là xịn sò rồi. Đấy, chưa có nói đến cái phần mà mình nghe vừa rồi. Đó. Tiếp theo thì đây là một cái yêu cầu của khách hàng bên em thôi, tức là muốn bổ sung cái dòng âm chung các bạn nhé. Bởi vì là như mình đã nói là có rất là nhiều các dòng loa khác nhau, với những dòng loa mà tiếng chung nó đã ổn rồi thì các bạn lắp phân tần này vào nghe là sẽ rất là ok các bạn nhé. Đa số là như vậy, tuy nhiên sẽ có một số những dòng loa mà các bạn cần bổ sung thêm tiếng chung, hoặc là các bạn hát karaoke cần bổ sung thêm tiếng chung lời của nó, thì cái giải pháp là như thế nào trên cái phân tần này đúng không ạ? Trên phân tần này đấy. Các bạn có thể lắp phân tần 3 đường tiếng cũng ok các bạn nhé. Phân tần 3 đường tiếng ok, nhưng mà như cái này nó là một cái giải pháp bổ sung thêm. Đấy, cái này các bạn để rời bên ngoài cũng được. Các bạn có thể sử dụng một con loa chung kín, chung 12 kín để các bạn bổ sung phần rời bên ngoài lúc nào các bạn thích nghe bổ sung thêm thì nghe, còn không thì cũng ok. Thay vì là mình lên một con loa 3 đường tiếng như thế vậy thì nó sẽ khá là cồng kềnh các bạn nhé. Thì có mình có một cái giải pháp cho các bạn, nhất cách đơn giản nhất nhé các bạn. Cách đơn giản nhất đó là mình sẽ lắp thêm một con loa chung này cho nó một con tụ cản. Đấy, một con tụ cản 6.8 microfarad nha các bạn. Đấy, microfarad. Đó, thì nếu như bạn nào mà cần tiếng chung của nó giải chung cao hơn một chút nữa thì mình có thể lắp con 4.7. Đấy. Ở đây nó sẽ có hai con để cho các bạn có thể lắp được nhé. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Test cho các bạn xem. Thì trước hết trong cái câu chuyện này thì để mà phối ghép cái phần âm loa chung này vào cái phần hệ thống loa của các bạn ấy, thì các bạn yên tâm là nó không ảnh hưởng đến cái việc mà trở kháng của hệ thống loa của âm ly nhé các bạn nhé. Đó, bởi vì là khi con này mà mình đã đấu qua tụ rồi ấy, thì nó trở kháng của nó là nó sẽ không còn nữa. Đấy, qua tụ này là trở kháng gần như bằng không, và công suất của cái thằng loa chung này nó rất là nhỏ các bạn. Trong cái dàn âm thanh của các bạn quan tâm nhất là đến cái thằng loa bass này, nó chiếm đến 95% công suất. Đó, chỉ có 5-7% còn lại nó thuộc về loa chung và loa chép thôi. Đó, cho nên là trong quá trình mà tính đến công suất của loa thì người ta chỉ công tính công suất của loa bass, còn loa chung và loa chép gần như người ta bỏ qua, không quan tâm đến. Đó. Đấy, thì các bạn yên tâm là như vậy nhá. Đấy, nên đấu thêm con loa chung này thì nó không ăn bao nhiêu công suất đâu. Đó. Ăn có ăn nhưng mà ăn không đáng kể, thì tùy theo những cái loại loa lớn hay nhỏ thì mình sẽ tính toán được cái công suất chính xác của nó bạn nhé. Đó. Thế thì trong cái video này mình sẽ không tính đến cái công suất của nó, mà mình sẽ tính đến một cái dàn loa mà nó sẽ phụ trách đủ công suất để đánh được. Đấy, được cái dàn của mình. Tuy nhiên là con loa chung này của nó mình đã nói rồi là công suất của nó rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn thử trước một con tụ 6.8 nhé. Đấy. Thì khi mà lắp như thế này thì các bạn nên chọn một loại tụ xịn một chút. Như con này đây là con tụ đen của Pháp của bên mình. Đấy, mình sẽ đấu vào cực dương của nó nhé. Đấy, đấu vào cực dương của... Ví dụ như con này là mình sẽ đấu thẳng từ âm ly ra, mình đấu thẳng âm ly, hoặc mình đấu từ cái cọc loa chính thằng input của thằng phân tần này cũng được này bạn nhá, đều được hết. Đó, đều là ok cả. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào cực âm của nó này. Đấy, cực âm và cực âm này. Đấy, và con này vào cực dương của nó này. Đó, mình cài tạm như này nhé bạn. Rồi bây giờ lên nhạc này. Đó, cái này là không có tiếng chung này, bây giờ mình thêm tiếng chung vào này. Đấy. Theo các bạn có nhu cầu thêm hay không và phụ thuộc vào con loa bass của các bạn nhé. Đấy, mình con này mình có thể để rời bên ngoài, hoặc mình đóng một cái hộp ở bên ngoài mình để riêng, lúc nào mình cần thêm thì mình thêm. Trong trường hợp các bạn cảm thấy chưa đủ, mình sẽ có thể sử dụng thêm các bạn một con tụ 4.7 nhé. Đấy, 4.7 vào đây. Các bạn cứ nối vào cực dương của nó và cắm thẳng vào loa. Đây là một cách làm một cái phân tần loa chung đơn giản nhất các bạn nhé. Đơn giản nhất. Đấy. Còn trong những trường hợp mà trong cặp các bạn cần nghe hay hơn thì nó sẽ cần có trở và cuộn xeo cảm nha các bạn. Đó, đây là không có tụ này, thêm này. Mỗi đêm trăng thanh ngà, hồi mùa lên tiếng ca gấp bé tận lâu. Ôi, hai con sao đầu, nhịp cầu chết. Đó,
Đó thì khi mà các bạn thêm cái thằng một con loa chung vào thì nó cũng cải thiện thêm cái phần phần lời nhé, phần chung để các bạn hát karaoke các bạn cần thêm thì cũng là ok đúng không ạ? Đấy, đấy là một cách lắp tụ là đơn giản nhất. Đó thì bạn nào mà cần lắp một cái phân tần hoàn thiện đầy đủ hơn đấy, thì cần tư vấn các sản phẩm đấy thì mình có thể là liên hệ với bên mình, mình có thể là cải tiến thêm cái phân tần để giúp cho các bạn có một cái đàn loa nghe nó hay và nó phù hợp nha các bạn. Đó thì video này mình có hai cái phần nó là như vậy, thì bạn nào mà có nhu cầu về phân tần một bát và một chép hoặc một bát hai chép đó thì liên hệ với bên mình nhá. Bên mình cung cấp cái sản phẩm này như bộ này, này là 500.000 một bộ, gồm có hai phân tần như thế này nhá và hàn dây đầy đủ cho các bạn. Đó còn cái bộ xanh xin lỗi, bộ này 590k, còn cái bộ mà màu xanh kia là một bát hai chép thì con đó là đánh bát nhỏ hơn các bạn. Bát nhỏ hơn nhá. Con này này. Con này thì là bát 30. Đấy, 30 hoặc là bát 40. Đấy, thường nó đánh bát 30 quay về là đẹp nhất, một bát hai chép. Đó. Thì như con này của nó là giá là 550.000. Bát 40 cũng ok các bạn nhé, hai bát 20 là được. Đấy. Đánh công suất gia đình thì ok, còn đánh sân khấu thì các bạn nên chọn những cái phân tần nó phải lớn hơn nữa các bạn nhé. Loa kéo mới là loa gia đình là ok này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo nhé. Xin chào.